mấy ngày bác đi công tác vắng, ở nhà có chú nào câu cá của bác không? Ông Vũ Kỳ trả lời bác là không đâu, ao bác nó rộng nó chưa về thôi, bác đừng buồn, thế nào nó cũng về thôi. Ông nói cứng như thế thôi chứ ông cũng lo các chị. Ông phải mất cả buổi tối đi hỏi đơn vị cảnh vệ, các cháu có câu cá của bác Hồ không đấy? Không có, thế là mới yên tâm. Quả nhiên hôm sau bác cháu lại cùng cho cá ăn, thì bác mới chỉ vỗ tay nhẹ thế này, những con cá lớn nhất nó đang hiện ra trước mặt bác, nó bắn tung cả nước lên bờ ao này. Bác vui lắm. Bác bảo là bác dặn các chú rồi, bác đi vắng phải thay bác chăm chút nó như người vậy. Con cá cũng là một sinh linh, các chú cứ mải mê công việc bỏ quên nó mới lang bang như thế đấy. Con cá đã vậy, con người cũng vậy thôi, nhất là với thanh niên. Ừ, cái này mình chèo qua được không ta? Không có gì đâu. Được rồi, chắc luôn. Hả? Dạ. Mình muốn gì vui chứ bên đây đâu có gì đâu hả? Mua hết rồi. Ủa, mình thấy cái mùi gì đâu.